Giới thiệu với các bạn là mẫu tăm bua 5 ốc, loại dày, chuyên dành cho cầu chậm. Các thước thì em đã đo rồi, lát nữa em sẽ đưa lên. Tăm bua này là gọi là tăm bua 200, bởi vì cái lòng trong là 200. 5 ốc thì bình thường, còn lỗ côn của nó là lỗ côn 31. Côn ngoài là 30 này. Đấy. Côn trong là 1, 2, 3, 33. 5 ốc thì vẫn 5 ốc bình thường thôi. Còn cái G giữa này là G khoảng G110. Cái này là chuyên dành cho cầu to đấy. Chiều dày này, cái này là nó khoảng hơn 3 cân cái các bạn nhé. Này này là dày, rất là dày, rất là lặng dày, chuyên nó cầu chậm xe chở hàng chở gạch.